hôm nay, Thủ Địa Phương sẽ dẫn mọi người đi ăn hàu né tại tiệm ăn A Tí, địa chỉ là 79 Nguyễn Văn Cừ. Cùng Thủ Địa Phương trải nghiệm xem thế nào nha. Bây giờ thì tôi dẫn mọi người khám phá xem tiệm ăn A Tí có gì đặc biệt nha. Anh ơi, cho em hỏi là tiệm mình mở được bao nhiêu lâu rồi anh? Tiệm ăn A Tí mở được 4 tháng rồi. Với cả là cho em hỏi một xíu là nguồn hàu của mình là sẽ được lấy trực tiếp từ đâu anh? Nguồn hàu của mình là nguồn hàu tươi được cắt mỗi ngày ở An Hải anh. Anh lấy mỗi ngày tại vì hàu không có thể nào bảo cấp đông được. Giá của mình là sẽ dao động từ bao nhiêu tới bao nhiêu anh? Quán mình thì giá của bình dân thôi, đồ ăn chất lượng nhưng mà giá thì từ 25 đến 65 nghìn. Cảm ơn ạ. Tôi cho tôi một bí cho mọi người rồi đây. Ta-da! Phải thử trước món bestseller ở đây là hàu né mới được. Giá khá là mềm nè, chỉ với 39 sen thôi mà có được bộ phận ăn hàu né khá là đầy đủ topping từ hàu, trứng, bắp và cả xúc xích nữa. Quyện thêm miếng phô mai nữa, trời ơi béo ngậy và tan trong miệng luôn. Mà tôi phải công nhận là con hàu ở đây to thiệt nha mọi người, và ăn không bị tanh nữa nè. Nếu mà mọi người muốn gọi thêm topping thì có luôn, từ hàu, tôm, trứng, phô mai hay là bánh tráng, bánh mì luôn nè. Một phần cháo hàu như vậy mà chỉ có 35 sen thôi, mà nào là trứng bách thảo rồi hàu. Bò kho thì cũng chỉ dao động từ 25 đến 35 sen thôi. Và hàu xào cũng là một trong những món bestseller của tiệm ăn A Tí á. Menu thì đa dạng món ăn, trang trí thì lại bắt mắt và hương vị thì không phải chê nữa. Thêm một điểm cộng lớn nữa là vì là không gian mở nên rất là rộng rãi và thoáng mát. Hy vọng mọi người có thể đến tiệm ăn A Tí để trải nghiệm thử nè.